cộng đồng như thế này. Và hy vọng cho mọi thứ đầu tiên những thành công của quý vị khán giả, chúng ta có thể dành lại cho quý vị chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chúng ta nhé. Và bây giờ quý vị sẽ lắng nghe cho nước đi ra chiếc tàu này nữa. Và người nhìn tên thì người ta bằng đỏ đó là sĩ đi qua đầu sĩ cùng nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Và tiếp tục chương trình thì quý vị chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán giả một người việt có tên gọi đó là chị Nguyễn Tâm Lan toàn tay tiến trên những chiếc ghế thứ hai. Sau đây là lời mời biểu hiện sức mạnh tơ tay của quý vị. Chúng ta gọi lời chào đến quý vị khán giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi thì tôi được phép chào mừng khán giả hàng ngày và được phát triển chương trình của chúng ta. Để lần này quý vị thực sự có thành công hay không, quý vị khán giả chúng ta hãy chờ xem. Hãy nghe nào. Thank you.
chào đoàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.